Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thì Chi sẽ gặp hai vị khách mời đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Đó là Brandon Wilson, ngoại binh của câu lạc bộ bóng đá Hà Nội cùng bạn gái là Alexandra Von Tempel. Đây là lần đầu tiên cả hai đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Và ngày hôm nay thì Chi sẽ đưa Alex và Brandon đi tham quan và trải nghiệm bầu không khí Tết tại Hà Nội. Chào Brandon và Alex, các bạn có khỏe không? Chúng tôi vừa dạo quanh tham quan một chút. Đây có phải hoa đào không? Đúng vậy. Alex nói với tôi về loài hoa này mãi. Cô ấy rất thích nó. Chúng thật đẹp, tôi rất thích hoa. Người ta nói rằng hoa đào có thể giúp xua đuổi những năng lượng xấu, từ đó mang lại cho mọi người một năm mới bình yên và hạnh phúc. Hoa đào còn là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở và an khang thịnh vượng. Hoa đào là loài hoa phổ biến nhất trong ngày Tết ở miền Bắc Việt Nam, trong khi nếu vào miền Nam thì bạn sẽ thấy hoa mai ở khắp mọi nơi. Hoa mai có màu sắc thật rực rỡ và tươi tắn. Các bạn thích hoa nào hơn? Tôi thích màu hồng. Tôi thích những nụ hoa nhỏ. Có 3 loại cây mà người Việt Nam thường sắm mỗi dịp Tết đến. Đó là hoa đào, hoa mai. Và đây là loại cây cuối cùng. Các bạn có đoán được đây là cây gì không? Đây là cây quất phải không? Sao bạn biết? Mọi người hay ăn nó với món phở phải không? Đúng vậy. Người ta bắt nó vào bát phở. Tôi chỉ đang đoán thôi, liệu có đúng không? Bạn đoán đúng rồi. Vậy thì tôi nghĩ loại cây tôi thích nhất chính là cây quất. Trước đó là hoa đào, nhưng tôi đổi ý rồi. Việc quả quất có thể ăn được có sức thuyết phục rất lớn đối với tôi. Ở phía bên kia đường là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, được gọi là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Còn đây là nơi chúng tôi thường đến để xin chữ vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây là một phong tục lâu đời, thể hiện truyền thống hiếu học của người Việt Nam. Chữ xin được thể hiện lời chúc của người viết hoặc mong muốn của người xin, đồng thời nhằm giữ gìn nét đẹp nghệ thuật thư pháp Việt Nam. Vậy chúng ta cùng vào thôi. Let's go. Okay. Năm nay là năm Giáp Thìn. Con rồng là một con vật hư cấu biểu tượng cho mưu cầu của nhân dân cho sự mưa thuận gió hòa. Nên trong năm Giáp Thìn này, mọi người thường xin chữ thuận, cầu mong cho một năm mọi việc đều thuận lợi. Oh, điều đó thật tuyệt. Thay mặt các nhà thư pháp ở đây, thầy muốn gửi tặng các bạn chữ thuận cùng một câu chúc nhỏ. Câu đó mang ý nghĩa nếu các bạn làm những gì thuận theo trời đất và đối xử tốt với nhau, thì mọi sự sẽ thành công. Các bạn cảm thấy như thế nào về trải nghiệm xin chữ này? Rất tuyệt vời. Thật vô giá. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi có được trải nghiệm này. Tôi nghĩ là mẹ chúng tôi cũng sẽ rất muốn có được một bức thư pháp như thế này. Chúc mừng năm mới. Như vậy là chúng ta vừa dạo qua một vòng thành phố. Brandon và Alex, các bạn có cảm nghĩ thế nào về không khí Tết ở Việt Nam? Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời khi được đến đây và chứng kiến cách các bạn đón và chuẩn bị cho Tết rất khác biệt. Nhìn thấy mọi người lên phố chơi, cách các bạn trang trí ngôi nhà và thành phố của mình, tất cả đều rất độc đáo và mới mẻ. Cách các bạn sắm sửa chuẩn bị, mua hoa, mua quất, vừa khác lạ vừa mang đậm nét truyền thống. Ở Australia thì sự kiện chính là lúc đếm ngược đến giao thừa. Chúng tôi vẫn còn đồ trang trí từ lễ Giáng sinh trước đó và chúng tôi thường giữ chúng cho dịp năm mới luôn.
Chúng tôi không thực sự có hoạt động gì đặc biệt dành cho dịp năm mới, mà thường chỉ tập trung vào khoảnh khắc chuyển giao giữa hai năm. Vào ban ngày, chúng tôi sẽ tụ họp với gia đình và bạn bè. Còn đến đêm thì chúng tôi sẽ ra ngoài đi chơi và tận hưởng bầu không khí vui vẻ. Cảm ơn những chia sẻ của các bạn rất nhiều. Tôi đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời cùng hai bạn ngày hôm nay. Các bạn có thể gửi tới quý vị khán giả một lời chúc nhân dịp năm mới không? Cảm ơn các quý vị khán giả. Chúng tôi rất vui khi có mặt ở đây. Tôi và Alex đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam. Và chúng tôi đang háo hức chờ đón cái Tết đầu tiên cùng nhau. Và đầu tiên ở Việt Nam? Đúng vậy. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi rất hạnh phúc khi ở Việt Nam. Một lần nữa, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tôi hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau sau kỳ nghỉ Tết. Và bây giờ thì... Chúc mừng năm mới!